nghiệp thứ tư của châu đấu này. Và chắc chắn là hai đồ vật. Và trong giờ này thì chúng tôi xin được hân hạnh nâng cao giải thưởng của kêu vật này. Chúng tôi được hân hạnh được tiếp nhận tấm lòng vàng của nhà tài trợ tới. Mời kêu vật tiếp tục. Chúng ta bỏ qua những khó khăn về địa hình kêu vật. Giờ đây với phần quà tăng lên là 500.000 đồng, như vậy người chiến thắng trong kêu vật này sẽ nhận được 1 triệu đồng tới từ ban tổ chức của chúng tôi. Và giờ đây thì được bắt đầu. Như vậy đồ vật ánh và đồ vật hoa của chúng ta đang có mặt ở trên sới vật và đang trình diễn kỹ thuật rất dẻo dai của mình, rất nhanh. Như vậy đồ vật Hà Tĩ Ánh đang tấn công rất quyết liệt và được ăn chặn bài bản tới từ trung tâm huấn luyện thi đấu thành phố Hải Phòng. Các đồ vật của chúng ta đã có rất nhiều thời gian được tập huấn và được huấn luyện bài bản. Rất hay một miếng đánh mà chỉ có ở các vận động viên chuyên nghiệp mà thôi, đó là một miếng đánh xoay người của vận động viên của đội vận Thanh Hoa tới từ Kỳ Sơn, mang màu áo đỏ trang phục thi đấu màu đỏ, đã vừa quật ngã đối thủ của mình. Tiếp theo là đòn tấn công của Hà Tĩ Ánh, đội vận tới từ Kiến Thụy. Hai đội vận của chúng ta có chiều cao, cân nặng và độ tuổi là rất ngang bằng nhau. Chúng tôi ban tổ chức cũng xin được trân trọng mời gọi sự tài trợ ủng hộ của các mạnh thường quân, các nhà tài trợ của tấm lòng vàng đã vừa về với hội xuân năm nay và đặc biệt là về với sức mạnh của xã Lập Lễ. Chúng tôi thay mặt cho ban tổ chức trân trọng và xin được mời gọi nhận được từ tấm gương quý báu của tất cả các quý vị. Và nếu quý vị nào muốn tài trợ cho hội xuân, tài trợ cho giải đấu cho từng keo vật hoặc từng đấu thủ của mình thì xin mời hãy cùng về với ban tổ chức chúng tôi. Như vậy là đồ vật Thanh Hoa đã có lợi thế, tuy nhiên không thể đưa ra của hội xuân xã Lập Lễ. Như vậy trọng tài xin phép được tạm dừng với kèo vật đầu tiên luyện thi đấu thành phố Hải Phòng mà có kỹ thuật được tập luyện rất bài bản, chuyên nghiệp với những miếng đánh và quang quật rất nhanh, rất hay. Như vậy một lần nữa Thanh Hoa lại ghi điểm bằng pha vận người quân ngã đối thủ. Cho bà con cô bác trong ngày khai hội hôm nay và trong các giải đấu chuyên nghiệp của thành phố và quốc gia thì sân vật sẽ là một sân vật được trải bạt bằng cao su. Còn ngày hôm nay trở về với hội xuân của xã Lập Lễ, chúng tôi muốn mang đến cho quý vị một sự trải nghiệm bằng truyền thống của quê hương Lập Lễ và với một sân vật được trải chắc mịn để nhằm chấn thương cho các đồ vật. Như vậy là đồ vật Hà Tĩ Ánh đã vừa ghi điểm liên tục ăn biến trả biến và hai đồ vật của chúng ta đang cho thấy một từ con đường hương và đồ vật cốt tới từ xã Bà Lễ. Tổ tiên mình thì người dân của tổng cục Phục Lễ, Bà Lễ và Lập Lễ đang rất điều luyện và dường như họ cũng không ngại ngần gì với chân trần cát bụi và họ chỉ cần có sự hiện diện đông đủ của tất cả các quý khán giả ở trên sân cổ vũ và ủng hộ cho các đồ vật đang trình diễn thi đấu rất hay. Như vậy là bằng sức khỏe của mình, ý đồ Việt Hà Tĩ Ánh của Kiến Thụy đã vừa nhấc bổng đối thủ Thanh Hoa của Kỳ Sơn để ghi điểm trong tiếng cổ vũ trò hò của tất cả quý khán giả ở trên sân. Đến đây là một kèo vật mang tính chất biểu diễn tới từ các đồ vật chuyên nghiệp tới từ trung tâm huấn luyện thi đấu của thành phố Hải Phòng. Thanh Hoa trong trang phục đai đỏ tới từ Kỳ Sơn và đồ vật Hà Tĩ Ánh trang phục màu xanh. Như vậy là một lần nữa thì Thanh Hoa lại ghi điểm với bản nhất của đối thủ. Chỉ một chút sầu hơn tôi thì với sức khỏe và sự rèn luyện
bản lĩnh của mình. Các đồ vật hoàn toàn có thể nhất phẩm được đối thủ trong chỉ một tích tắc. Quý vị thân mến, ở trong thi đấu chuyên nghiệp thì sẽ được tính điểm số, không tính là lấn lưng lõng bụng như của hội sân của trường lập bé chúng ta. Mệt rồi cho và như những vận động viên chuyên nghiệp thì họ được ăn mệt tập rồi, đi thôi. Và có một sức khỏe rất khỏe khỏe. Nhưng tiếp người đi ra và tiếp đấu đồng với 500.000 đồng tới từ ban tổ chức và 500.000 đồng tới từ nhà tài trợ Tức Tuấn của công ty giá đất Tức Tuấn. Vừa rồi là một pha xuất sắc đối thủ tới từ động vật hàm ánh mắt đánh xanh trong trang phục màu xanh, hàm ánh liên tục đưa ra những pha quật người rất kỹ thuật, làm cho chúng tôi liên tưởng đến vận động viên vô địch của Việt Nam trong các kỳ SEA Games mất bá quyền với miếng đánh quật cò rất nhanh, rất khỏe và cực kỳ điêu luyện trong những tình huống thoát truy cập tấn công của đối thủ. Những đòn đánh của một đấu vật luôn mang đến một sự dẻo dai nhanh nhẹn và phải có một kỹ thuật cực kỳ chính xác, một sức mạnh bền bỉ để có thể theo kịp được những tình huống tấn công của đối thủ và lợi dụng vào những sơ suất, những điểm yếu để cùng có thể mang đến những điểm số cần thiết trong trận đấu. Đội vật Thanh Hoa Kỳ Sơn từ khi bắt đầu kèo vật này liên tục dẫn điểm trước đồ vật mang đầy xanh của Kiến Thụy, đồ vật Hà Vi Ánh rất nhanh và rất mạnh mẽ. Các cô gái của chúng ta đang cho thấy một sức khỏe tuyệt vời. Những cô gái trong độ tuổi đôi mươi thanh niên mạnh mẽ dẻo dai và rất kỹ thuật. Họ đến từ trung tâm huấn luyện thi đấu thành phố Hải Phòng và đang có mặt ở trên sới vật của xã Lập Lễ trong một tuần năm nay để mang đến một màn trình diễn rất hay. Một pha xuất ngã đối thủ tới từ Hà Thị Ánh cũng rất nhanh. Đội vật Thanh Hoa đã kịp thời thoát khỏi hỏa kiểm tỏa của đối thủ. Bây giờ chúng tôi xin được kêu gọi tấm lòng vàng của các nhà tài trợ, những nhà mạnh thường quân. Và vừa rồi là một pha ăn điểm tuyệt vời của đội vật Thanh Hoa tới từ Kỳ Sơn trong trang phục thi đấu màu đỏ rất hay, rất nhanh, rất kiểu dài và cực kỳ mạnh mẽ. Tiếp tục như vậy, trọng tài một lần nữa mời gọi hai đội vật của chúng ta cùng trở về với đội vật để tiếp tục với mình thi đấu. Và tiếp tục là một pha quật ngã đối thủ của đội vật mang trang phục màu đỏ Thanh Hoa tới từ Kỳ Sơn, rất nhanh, rất kiểu và rất khỏe, liên tục ăn điểm. Như vậy là do phút này thì trọng tài đã cắt còi với thế xuất ngã đối thủ và quá chặt. Thì vừa rồi đồ vật Thanh Hoa của Kỳ Sơn đã chính thức trở thành người chiến thắng trong cuộc vật này. Và ban tổ chức tôi xin cảm được thay mặt cho ban tổ chức cũng như nhà tài trợ Tức Tuấn của công ty nhà đất Tức Tuấn được trao tặng cho đồ vật Thanh Hoa trong màu đỏ nhận những đồ vật nữ và để mở đầu cho mấy kèo vật số 2 với một chiến thắng ngọt ngào tới từ đồ vật Thanh Hoa của Kỳ Sơn. Thì giờ đây chúng ta cùng mời sự trở lại của hai đồ vật nữ Thanh Hoa và Đoàn Phương sẽ cùng thay đổi trang phục và trở lên sới tới từ xã Kỳ Sơn. Đã có một chiếc gái rất mạnh mẽ dẻo dai, những cô gái đã không quản ngày đường xá xa xôi vượt những chặng đường cây số để cùng trở về với sới vật của hội sân xã Lập Lễ. Đây là xin được trân trọng giới thiệu với quý vị trong trang phục tay đỏ, quần đỏ, áo đỏ là đồ vật Hà Thị, xin lỗi, đồ vật Thanh Hoa tới Kỳ Sơn. Và đôi vật mang quần màu đen, áo đỏ là đôi vật Đoàn Phương tới từ huyện Vĩnh Bảo. Quý vị thân mến, kèo vật đã bắt đầu và chúng tôi giờ phút này xin được trân trọng giới thiệu tấm lòng vàng của nhà tài trợ, đó là anh Quyền tới từ thôn Đường Trương ủng hộ cho người chiến thắng trong kèo vật này. Lấy quần bây giờ. Thank you.
hộ cho hai động vật đang có mặt ở trên sân. Và các vật này đã có tổng trị giá là 1 triệu đồng ạ. Ban tổ chức cũng xin được ủng hộ cho giải đấu này, các vật này thêm 500.000 đồng nữa. Vậy tổng cộng cho các vật này sẽ có trị giá là 1.500.000 đồng cho các con gái rất tuyệt vời. Như vậy ở keo vật đầu tiên, keo vật số 2 thì đồ vật Thanh Hòa đã phải rất là vất vả trước đồ vật Hà Kỳ Ánh tới từ Kiến Thụy. Đây là đồ vật có một sự dẻo dai và kỹ thuật rất tinh tí để cùng chiến thắng trước đồ vật mang đầy xanh Hà Kỳ Ánh. Còn giờ này đối thủ của Thanh Hòa Đoàn Phương tới từ Vĩnh Bảo chưa thi đấu một keo vật nào mà đã có một sức mạnh rất tuyệt vời. Như vậy là ba ghi điểm của đồ vật Đoàn Phương tới từ Vĩnh Bảo. Giới thiệu với quý vị, các đồ vật của chúng tôi đến từ trung tâm huấn luyện thi đấu thành phố Hải Phòng sẽ vật tính điểm chứ không vật ăn thua thắng thua ngay ạ, không vật knock out. Và họ sẽ cùng trình diễn kỹ thuật sức tiêu luyện của mình trong môn đấu vật cổ truyền dân tộc. Và quý vị cũng xin lưu ý rằng môn đấu vật của Việt Nam bước ra SEA Games chưa bao giờ có đối thủ, kể cả là trong vật nữ hay vật nam. Trong môn vật nam thì chúng ta có kiện tướng đô vật Mẫn Bá Xuân, một người, một quân nhân nhưng chưa bao giờ biết đến một thất bại trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của mình trong suốt 4 kỳ SEA Games. Còn giờ đây tại sới bạc của xã Lập Lễ, chúng ta vui mừng đón nhận các cô gái tới từ trung tâm huấn luyện thi đấu thành phố Hải Phòng. Dù các quận huyện khá xa với Lập Lễ, với Thủy Nguyên, nhưng họ với một sự nhiệt thành và với tấm lòng của những vận động viên mang tinh thần chiến đấu và cống hiến đã có mặt tại giấy đầu tới vận của hội dân xã Lập Lễ. Một tiếng đánh rất nhanh. Như vậy là trong những tình huống vừa rồi thì Thanh Hòa cho thấy sự xuống sức, và đối mặt với Thanh Hòa là một Đoàn Phương đang rất xuống sức. Thầy Huỳnh cũng nhìn hơn đôi chút, kỹ thuật cũng rất bài bản, tiêu luyện. Người chiến thắng trong keo vật này chắc chắn sẽ là người nhận được giải thưởng lớn nhất trong keo vật này. Và thưa quý vị, tổng giải thưởng của keo vật giữa đồ vật Thanh Hoa gặp Đoàn Phương là 1.500.000 đồng. Rất hay. Như vậy là một tình huống vượt cả đối thủ, cánh tà vai phải, và đó là miếng đánh của đồ vật Thanh Hoa. Một miếng đánh mà chúng ta chỉ được chứng kiến thực kiến ở những đồ vật đấu chuyên nghiệp. Trọng tài tạm dừng và mời hai đồ vật cùng trở lại. Đối với môn đấu vật chắc chắn sẽ phải có một thể cực kỳ bền bỉ, ngoài sức mạnh còn có cả sự dẻo dai và kỹ thuật, khả năng nhanh nhẹn khai thác yếu điểm của đối thủ sẽ là chìa khóa để mở ra chiến thắng và thành công cho các đồ vật tham gia thi đấu ở trên sới bạc hôm nay. Rất nhanh, Đoàn Phương chưa thể quật ngã được Thanh Hoa, chắc chắn sẽ là một tình huống bắt sò đối thủ và săn người tính điểm. Rất nhanh thì Thanh Hoa cũng đã chuyển hóa giải được tình huống nguy hiểm này, rất kinh nghiệm. Một người tới từ Kỳ Sơn, đồ vật mang trang phục màu đỏ là đồ vật Thanh Hoa tới từ xã Kỳ Sơn của huyện Thủy Nguyên, và đồ vật mang trang phục áo đỏ quần đen là đồ vật Đoàn Phương tới từ huyện Vĩnh Bảo. Cả hai đồ vật đang thi đấu rất nhiệt tình, chiến thắng vẫn chưa thể ngã ngũ ở phút này. Đây là một đòn khóa chân rất nhanh, Đoàn Phương đã hóa giải được miếng đánh của đấu thủ.
các vận động viên và các đồ vật thi đấu ở trên sân, trên sân vật, họ đều sở hữu cho mình một bản lĩnh thi đấu và một thể lực, một nền tảng thể lực cực kỳ sung mãn. Và nếu như cơ vật Thanh Hoa hoặc Đoạn Phương trong buổi chiều ngày hôm nay, nếu như một trong hai đồ vật này chiến thắng thì rất có thể trong cơ vật tiếp theo họ sẽ chiêu chiến cả những đồ vật này. Và rất nhiều các đồ vật nam đã có mặt trên sân thì đây là giây phút được thi đấu một cách song phẳng với các đồ vật nữ, đặc biệt là đồ vật Định Duy. Bây giờ cho mặt mấy đồ vật nam hay là chị ấy nó mới vui. Như vậy là trong vẫn chưa để tìm thấy điểm yếu của đối thủ để đi ra đứng đánh tiếp theo. Rất mệt được quý vị, cân tải cân sức. Như vậy là ban tổ chức tôi vừa nhận được lời khiêu chiến tới từ đồ vật Hùng Giang-hô, tới từ thôn Đường Nguyên. Và nhắc đến Hùng Giang-hô thì quý vị biết đến một cái tên rất quen thuộc trong những năm trước đây tại giới vận của hội dân xã Lập Bé, người đã từng có được chiến thắng cuối cùng trong giải đấu trước đây. Đồ vật Hùng Giang-hô gửi lời thách đấu tới tất cả các đồ vật nam đang có mặt tại trên sân, cũng cân nặng hoàn cân, và đây là người không thi đấu tự do. Vừa rồi là một pha quật ngã đối thủ của đồ vật Thanh Hoa, tuy đã vừa phải trải qua một kèo đấu với lại một đối thủ khá cân bằng cân sức là Hà Thị Ánh, nhưng Thanh Hoa vẫn đang có một nền tảng cực kỳ sung mãn. Vừa rồi là một pha quất ngã đối thủ, một tiếng đánh cực kỳ đẹp của Thanh Hoa, rất hay hàm hiệu. Như vậy là với kỹ thuật đánh của mình, đối thủ không thể thoát ra khỏi cái tấn công trong tiếng đánh vừa rồi, mà điểm số đã được ghi cho Thanh Hoa. Rất nỗ lực tấn công và cũng như vậy tập trung mở rộng từng động tác, từng kỹ thuật của mình. Và chúng tôi vui mừng được chào đón sự kiện đông đảo của tất cả những bà con bác, và đây chắc chắn sẽ là một miếng đánh ăn điểm của đoàn tử. Vì vậy chắc chắn sẽ là điểm số dành cho đoàn phường. Đối với các vận động viên chuyên nghiệp thì ở trong những tình huống như vậy sẽ liên tiếp là ăn từ 1 đến 3 điểm đến pha xoay người và vượt ngã đối thủ. Và nếu như ở trên thi đấu chính thức thì trọng tài sẽ phải tính cả ra ngoài bóng sân, bóng tròn của giới vận. Thời tiết của mùa xuân năm nay rất thuận lợi cho hội xuân và để cho tất cả chúng ta cùng góp mặt trong một mùa xuân rực rỡ nhất. Tiếng đánh tiếp theo của Thanh Hoa. Thanh Hoa đã bắt được giò đối thủ và đang chờ đợi để đưa ra một đoàn quân qua đối phương. Chúng ta cùng chờ đợi. Rất nhiều đoàn quân đã kịp hóa giải và đưa ra một điểm tấn công tương tự. Như thế vẫn chưa được tín điểm. Như vậy trận này đã tạm dừng. Hai cô gái của chúng ta cho đến giờ này thì đã thi đấu suốt 15 phút, rất khỏe. Như vậy là keo vật số 1. Keo vật số 1 giữa quân Đường Hương và Cốc Phả Lễ vẫn chưa tìm thấy người thắng cuộc. Và keo vật số 2 là chiến thắng của đô vật nữ Thanh Hoa trước đô vật Hà Thị Ánh. Đô vật thứ 3 là đô vật keo vật thứ 3 chúng ta đã theo dõi. Như vậy vừa rồi là một miếng đánh. Khán giả của quê hương xã nhà cũng như bà con lân cận cùng nhiệt tình cổ vũ ủng hộ cho các đấu thủ ở trên sân vật.
cho bật Thanh Hoa đã mang đến một chiến thắng tuyệt đối trong pha bật ngã đối thủ. Như vậy rất tuyệt vời, xin được chúc mừng cho đội bật Thanh Hoa. Xin mời hai đội bật hãy nán lại trên sân chiến thắng với hai trận bật liên tiếp tuyệt vời. Như vậy sau khi đã quật ngã rất lập lễ và anh quyền tới từ con đường trướng và ban tổ chức chúng tôi 500.000 đồng. Tổng giá trị của đội bật này là 1.500.000 đồng. Xin chúc mừng và cảm ơn phần trình diễn tuyệt vời của hai.